Xin chào cả nhà, sự kiện Ready Nhân Noel năm 2023 diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 từ 14 giờ đến 17 giờ ngày mở khóa Pokemon mang số hiệu 899 Weedia đến từ vùng đất Hisui, và bọn mình sẽ thực hiện thử thách Excellent Ruem này tại chim tượng Đức Mẹ Maria, nhà thờ Đức Bà tại công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, và bắt đầu điểm qua đội hình 6 Pokemon khắc chế Weedia bao gồm: đầu tiên là Tyranitar với Bite, Grunt. Thứ hai là Hydreigon với Bite, Brutal Wing. Thứ ba là Gyarados với Bite, Grunt. Thứ tư là huyền thoại Vaton với Snail, Dark Pulse. Thứ năm là huyền ảo Darkrai với Snail, Dark Pulse. Và cuối cùng là siêu giả thú Guzlore với Snail, Brutal Wing. Weedia là dạng của High Steller, nhưng bạn không thể tiến hóa trên Pokemon Go. Nó mang song hệ thường và tâm linh, kỳ hai hệ là côn trùng và bóng đêm, với đồng sát thương tăng thêm 160%. Vì là boss 3 sao, nên đội hình từ hai account mạnh dễ dàng hạ gục được boss này. Weedia với tạo hình của loài Pokemon giống hưu tuyết. Cơ thể của nó chủ yếu có màu xám với đốm trắng, phần lông màu trắng điểm xuyết ở phần chân, đuôi, lông mày và bờm. Weedia có gạt lớn màu vàng, hình dạng giống như anten radio. Mỗi chiếc gạt này có một quả cầu đen ở gần guốc. Weedia có chiếc mũi màu nâu với móng guốc chẻ đôi màu đen, hai chùm lông ở mặt sau của mỗi cẳng chân. Weedia được người dân vùng Hisui rất yêu quý, với bộ lông đặc biệt có khả năng cách nhiệt tuyệt vời khỏi cái lạnh và được sử dụng để làm quần áo. Bằng cách sử dụng các quả cầu trên gạt của mình, Weedia có thể giải phóng sức mạnh tâm linh đủ mạnh để bóp méo không gian, đồng thời tạo ra các rào cản vô hình bảo vệ. Nó cũng sử dụng gạt để dẫn dắt đàn Steller và tìm kiếm những con đường an toàn để di chuyển. Đôi chân chắc chắn của Weedia cho phép nó phi nước đại cũng như nhảy qua bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường nó. Weedia được tôn thờ do là hậu duệ của một trong 10 Pokemon cổ đại, đã nhận được phước lành từ Arceus và là một Pokemon thú cưỡi. Người dân Hisui sử dụng sáo Celestica để kêu gọi sự trợ giúp của chúng. Chúng thường cư trú tại Obsidian, Fieldlands. Ok, và tiếp đến là thử thách Excellent True Boss Weedia. Weedia với thân hình to lớn đứng ở tầm trung. Nó thực hiện các cú nhảy và đòn đánh. Đầu tiên, bọn mình khóa vòng Excellent trước. Vòng tròn Excellent tương đối to bao quanh phần trán của nó. Tiếp đến sẽ là gốc ném Excellent. Bọn mình có hai vòng tròn. Vòng tròn màu xanh là điểm mình xoay banh. Bạn đặt điểm xoay banh ngay vị trí banh xuất hiện. Vòng tròn màu đỏ là điểm mình buông tay, vị trí ngang với đôi tay của nó, ngay chỗ tiếp giáp với phần sừng. Cường độ ném mạnh vừa phải, banh dễ dàng rơi vào giữa đầu nó. Vì là sự kiện Ready nên bạn có thêm 5 vé miễn phí nữa để đánh em này. Game mở khóa dạng Shiny, nhắc nhẹ chỉ số CP của IV 100, không boost thời tiết là 1561. Và có boost thời tiết là 1952 nhé cả nhà. Chúc cả nhà mở khóa em này của vùng đất mới. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như subscribe kênh của bọn mình nhé.